Còn bên nay á, do cái lực vô tham sân si, chúng ta tu là chúng ta trở thành một cái người không tham sân si. Một cái người mà tu tập có tứ thần túc rồi đó, khi họ vào niết bàn tứ thần túc họ có mất không? Tác giả Trưởng lão Thích Thông Lạc. Cái này mới luyện đủ cái năng lực, chứ một người mà còn sức tinh là không bao giờ luyện năng lực nào, không có năng lực nào. Coi, bởi vì cơ thể của chúng ta là một cái bộ máy, cái bộ máy này rèn luyện cái lực của nó ra. À, cho nên vì vậy mà có người mà hỏi thầy đó, một cái người mà tu tập có tứ thần túc rồi đó, khi họ vào niết bàn tứ thần túc họ có mất không? Mà tứ thần túc nó do cái ý thức của họ, do cái sự tập luyện của pháp như lý tác ý mà nó có tứ thần túc. Vậy thì cái thân chúng ta hoại diệt rồi, tứ thần túc nó phải theo chứ nó mất chứ không? Không mất, tứ thần túc không mất nữa đâu. Nó ở trong cái trạng thái bất động tâm trạng của nó có tứ thần túc của nó. Nó không muốn ra chứ nó ra nó cũng dễ dàng, bởi vì nó tứ thần túc, dùng ý túc mà. Cho nên một cái người chết đi, mấy con thấy cái nghiệp nhân quả họ có mất không? Nó không mất. Mà cái nghiệp giải thoát của chúng ta là do tứ thần túc chứ gì nữa không? Tâm vô lậu, cái lực vô lậu. Cho nên có người nói, hỏi từ cái chỗ cái thân của chúng ta làm ra cái điều đó, mà tại sao cái thân chúng ta mất rồi mà cái điều đó còn? Thì thử hỏi cái thân của chúng ta là làm cái việc ác này kia, nó tạo ra cái nghiệp, cái thói quen, cái thói quen gọi là nghiệp, cái thói quen của ác pháp, nó thành cái nghiệp. Vậy thì cái nghiệp mà chúng như bây giờ thầy làm cái chuyện giết hại chúng sanh, thì cái nghiệp mà thọ cái cơn đau, cái bệnh đau làm sao thánh khỏi? Mà cái nghiệp mà để làm thân chúng sanh nó cũng đâu có thoát khỏi, chứ đâu phải thầy giết rồi bây giờ thầy chết thì nó mất luôn. Nó mất luôn thì cái nghiệp đâu có, nó đâu có sanh làm chúng sanh, nó đâu có sanh làm con người nữa, có phải không mấy con? Thấy cái nghiệp lực nó còn, do hàng ngày mình quân cái đó nó thành cái tham sân si của chúng ta, cái dục của chúng ta, phải không? Mà cái tham sân si nó thành cái nghiệp, chứ có tham sân si khi thân nó chết là cái thân này nó mất cái tham sân si này rồi. Nhưng cái nghiệp do cái tham sân si mà tạo ra cái nghiệp đó, mà tạo ra cái nghiệp đó thì nó cộng với cái từ trường của nó mới tiếp tục nó tương ưng, nó tái sanh. Nó tái sanh thì cái nghiệp đó là do cái tham sân si, cho nên nó sanh ra nó tham sân si nữa, chứ không phải từ cái tham sân si của thân này mang qua, mà do cái nghiệp nó tạo. Còn cái nghiệp lực, cái tham sân si của cái thân này nó tạo ra thành cái nghiệp lực. Cái nghiệp lực nó tiếp tục, nó đi tái sanh, chứ nó không có linh hồn. Còn bởi vì cái nghiệp đó nó do cái tham sân si mà nó thành cái nghiệp, cho nên cái nghiệp đó nó tương ưng với cái tham sân si của kẻ khác nó mới làm con. Còn bây giờ chúng ta lại tạo thành một cái nghiệp không tham sân si, tức là cái nghiệp vô lậu. Mà cái nghiệp vô lậu nó thành cái lực, thì thầy nói cái nghiệp mà tham sân si nó cũng thành cái lực. Cái lực của tham, cái lực của si. Cái lực của tham nó thấy mấy con này, bây giờ thầy nói ở đây chúng ta là toàn là nam, thì mấy con thấy cái lực của cái người khác phái á, nó làm cho chúng ta sinh cái sắc dục rất là mạnh. Chừng đó chúng ta có quán bất tịnh đi nữa nó thấy không bất tịnh đâu, nó mạnh lắm chứ nó không phải thường. Đó là cái lực nghiệp mà, nó đâu có phải thường. Còn bây giờ tại sao cái lực của sanh của nó mấy con thấy rất mạnh? Người ta vừa nói cái chuyện tức đối mình không làm chuyện đó mà họ nói, hoặc họ nói cái chữ mắng mình thì mình tức giận liền vậy. Thì mấy con thấy cái đó là cái lực của nghiệp, nó có cái lực chứ đâu phải là không lực. Không lực sao nó nhanh quá vậy? Con nghĩ chưa? Đó. Cho nên bây giờ mình luyện được cái tứ thần túc, có nghĩa là cái lực vô tham sân si, cái lực vô lậu. Cho nên cái thân này mất nhưng cái lực còn. Cho nên cái thân này mất nhưng nghiệp lực của nhân quả còn. Các con hiểu chưa? Cho nên vừa rồi á, tại vì thầy Từ Quang ở bên Mỹ á, thầy viết một bức thơ ở trên mạng, thầy gửi qua hỏi thầy. Theo con nghĩ á, thì có người hỏi con á, do cái ý thức của chúng ta là cái vật chất, rồi bây giờ nó rèn luyện ra cái lực tứ thần túc, thì nó do cái chỗ này nó sinh ra, khi nó còn á thì nó còn cái lực, mà khi nó chết rồi thì nó không còn lực. Như chúng ta còn một cái cánh tay, cơ bắp của chúng ta thì chúng ta đánh thì nó có cái lực làm cho người khác đau, mà khi cái tay chúng ta chết rồi á thì cái cơ này nó đã hoại diệt rồi thì nó còn cái lực mà đánh người ta được không? Đó, con nó đem một cái ví dụ nó hỏi như vậy, thầy mới trả lời cho thấy rằng cái lực của tham sân si á, để chứng tỏ rằng cái lực của tứ thần túc nó cái lực của tinh thần, của tinh thần chứ không phải lực của vật chất. Nhưng mà từ cái vật chất, cái hữu, từ các pháp mà nó hữu hình đó,
từ đó nó rèn luyện ra cái lực tinh thần. Sao hiểu chưa? Cho nên cái lực tinh thần nó không bị mất. Còn cái lực mà của cơ bắp của chúng ta đó, nó rèn luyện có đến cái mức cứu người ta một cái cho người ta bể cái đầu người ta chết thôi, chứ nó không đi tới cao hơn. Bởi vì nó không thể dùng cái lực của nó mà nó đập cái sức lực của một cái cung căng hoặc là một cái hành tinh khác, nó đập một cái cho rơi được. Còn bây giờ nó đập cái đầu của chúng ta thì nó bể đó, nhưng mà nó đập bể cái hành tinh đó, thì nó không có đập được. Có mấy ông võ công nào mà đập bể cái hành tinh nào không? Mà nó rèn luyện cánh tay của nó chọt mình một cái vậy lủng liền tức khắc, có phải không? Cái lực của cơ nó cứng vậy, nhưng mà nó đối xử cái lực đó của cơ, nó đối xử, nó chưa rèn luyện cái lực của cơ nó đến cái mức độ mà nó đặt được cái hành tinh ở trên không gian. Còn cái lực của tứ thần túc, mấy con biết cái không gian như vậy, nó nhìn suốt, nó không có bị cản trở. Có phải cái lực không? Có thấy không? Còn cái ông này dùng cái lực có đặt được cái sao mai cho nó rớt xuống đây phải xem coi không? Đâu có. Đập cái cây kia mà giỏi lắm là nó gãi đó là phước đó, chứ không cái tay cũng gãi luôn chứ đừng nói chuyện. Đó thì mấy con thấy cái cơ của mấy con luyện nó đến cái mức độ đó thôi. Nhưng mà cái đầu óc của chúng ta nó luyện đến cái lực, nội lực của nó, cái lực tinh thần của nó đến cái mức độ tứ thần túc mà Đức Phật gọi là tứ thần túc. Cho nên khi mà nó luyện rồi nó trở thành một cái nghiệp lực của vô lậu. Còn bên kia chúng ta thấy hàng ngày chúng ta, do chúng ta tự động của nó chạy theo cái lòng dục của nó mà nó luyện ra cái nghiệp lực của nó. Nó thành ra một cái khối lực của nó cũng rất mạnh. Mà chúng ta chết rồi thì nó không mất. Nếu mà nó mất thì nó đâu còn cái tên luân hồi. Chúng ta cứ nghĩ tưởng là trong thân chúng ta có linh hồn, còn cái nghiệp đó nó đi đâu? Rồi cái linh hồn nó mang cái nghiệp nó qua bên kia, nó đầu thai sao? Cái đó là sai, không đúng. Cái tiết đó nó sai rồi. À, cho nên vì vậy mình đã thấy rõ, bên này do cái nghiệp lực của tham sân si, còn bên này do cái lực vô tham sân si. Chúng ta tu là chúng ta trở thành một cái người không tham sân si, mà không có đủ cái lực thì tham sân si vẫn còn. Cho nên chúng ta phải trải ở trên tứ niệm xứ cho đến khi mà chúng ta luyện được thất giác chi. Bởi vì trên tứ niệm xứ mà kéo dài thời gian dài thì từ cái giác chi này nó hiện ra đủ 7 cái năng lực giác chi. 7 năng lực giác chi thì chúng ta có đủ tứ thần túc. Cho nên ở trên trạng thái tứ niệm xứ này chúng ta mới dùng cái ý thức của chúng ta mình luyện tứ thần túc cho nó nhanh. Còn mấy con phải kéo dài 7 ngày, 7 tháng, 7 năm thì nó mới đủ cái tứ thần túc của nó, thì phải lâu. Theo hiểu chưa? Nó cũng ở trong cái trạng thái bất động tâm của mấy con. Bây giờ mấy con có rồi đó, nhưng mà nó có chưa tứ thần túc được. Là tại vì cái lực của nó phải có cái thời gian dài nó mới đủ lực. Sao con hiểu rõ ràng mà thầy dạy cái pháp của Phật, cái đường đi nó rõ, thật rõ, nó như cái bản đồ. Mà cái đường đây về thành phố sao thì đi như vậy là nó không bao giờ sai. Cách thức của thầy dạy Phật pháp nó rõ lắm mấy con. Chỉ có mấy con tu cũng được thôi, chứ còn thiệt ra thì nó rõ ràng lắm. Đi tới cái pháp nào, cái chặng đường đó nó rèn luyện cái gì nó cụ thể. Cho đến khi mấy con làm chủ được sự sống chết mấy con thôi. Mà nói về mà thành thân thì thôi, cái chuyện đó không có cần nói. Mà cái chuyện mà chúng ta cần ở đây là cái mục đích của đạo Phật ra đời là đem lại cái sự bình an cho con người, mà không còn sợ hãi trước cái gì hết. Mọi việc gì chúng ta cũng biết hết, chúng ta thấu suốt hết. Về tương lai thì chúng ta rõ ràng, ngồi đây mà vũ trụ chỗ nào chúng ta cũng biết, mà chúng ta không làm cái việc đó. Cho nên vừa rồi thì trong cái cuộc đại hội Phật giáo, người ta nói như thế này, người ta đưa ra rằng cái khoa học với Phật giáo nó không xung đột, chứ không phải Phật giáo là khoa học. Họ nói như vậy đó, cái lý luận của người ta nói vậy thì nghe ra nó đúng chứ sao. Bởi vì Phật giáo nó thật sự ra những cái phương pháp, những cách thức tu học của nó rất khoa học. Nhưng mà các nhà khoa học thì họ bảo rằng các cái Phật giáo khác thì người ta cho rằng Phật giáo nó không phải là khoa học, mà nó không xung đột với khoa học, nó hợp với khoa học, nó lý luận, nó logic, nó cụ thể, nhưng mà nó không phải khoa học. Cái ý của họ đúng, nhưng mà thật sự đạo Phật là cái người mà chỉ đạo cho khoa học, chứ không phải xung đột, không phải là không khoa học. Tại sao ly nước đầu tiên mà Đức Phật chứng đạo rồi, Đức Phật nhìn trong ly nước này là bảo rằng ly nước này có vô lượng trung. Thì bây giờ khoa học mới khám ra trong nước nó có như vậy,
Vậy khoa học đi sau Đức Phật. Vậy thì các nhà khoa học muốn làm một cái gì, muốn phát minh một cái gì thì đến tìm một cái người tu chứng hỏi họ hướng dẫn cho. Bây giờ ông làm cái đó là lợi ích gì cho chúng sanh nè, lợi ích gì của con người nè. Ông đang nghiên cứu về cái vật lý, những cái phương pháp đó để làm lợi ích cho con người hay làm hại cho con người nè. Hỏi nhà khoa học chỉ ông bây giờ ông phải kết hợp vật gì nè, ông sẽ làm thành một cái ra cái vật đó. Họ không hiểu, bởi vì cái người tu sĩ mà chứng đạo họ là cái nhà khoa học thật sự. Họ biết kết hợp các cái duyên là để tạo thành cái gì lợi ích cho chúng sanh. Vì vật chất. Bây giờ muốn làm một cái máy gì, họ bảo ông là phải làm như vậy, viết công thức như vậy, vậy vậy đó. Thì ông đưa vô cái lò mà sản xuất ra vậy, nó thành ra cái máy đó. Chứ đâu có cần. Thật sự ra thầy nói, một Đức Phật là một nhà khoa học, là một nhà dạy khoa học. Tại vì mấy ông không hỏi Đức Phật. Con mắt của Đức Phật đã nhìn suốt như vậy rồi, thấy một cái ly nước nó vô trùng như vậy rồi, vô lượng trùng như vậy rồi. Thì thử hỏi bây giờ ở trong không gian này cái chất gì, trong không khí này chất gì, trong nước này chất gì, cái gì. Hỏi Đức Phật, Đức Phật thì chỉ mấy ông lấy cái chất đó hợp với đó nó sẽ thành ra cái gì. Nhà khoa học hỏi người ta, ta chỉ. Còn mấy ông nghiên cứu rốt cuộc rồi cả năm trời tốn hao bao nhiêu sạch lách rồi, nó không đúng cái gì hết à. Thì phải bỏ nghiên cứu lại, nghiên cứu cho đến khi mà nó thành ra ở cái bây giờ phát minh ra cái này được rồi, nó lợi ích rồi, thì rõ ràng là cái nhà khoa học nó mò, mò bằng cái tưởng của mình. Còn Đức Phật dùng bằng cái trí tuệ qua, nó không phải ý thức nữa, mình nhìn xuống không gian mà lấy cái vật đó, thì đó là nhà khoa học. Cho nên trong cái cuộc họp mà Phật giáo thế giới hôm nay họ nói như vậy, thật sự là họ chưa có biết cái gì về Phật giáo hết. Mà tiếc vậy, trong khi đó thầy thì anh ngữ quá dở, có một người nào anh ngữ giỏi trả lời giùm thầy cái này đi cho họ biết, chứ đừng có nói là Phật là không xung đột, không xung đột với khoa học mà thôi. Bởi vì họ thật sự ra họ không có hiểu. Bây giờ trên thế gian này có một mình thầy hiểu như vậy thôi, cũng bao nhiêu người học Phật giáo họ hiểu như vậy thì rất khó cho thầy. Chứ cỡ mà mấy con tu chứng đi, tụi tôi thấy biết này nè, mấy ông muốn hỏi mà các nhà khoa học về đây hỏi tôi, thấy không? Đó là cái công việc như vậy đó mấy con. Thôi bây giờ đến giờ rồi, để mấy con ăn cơm chứ. Mấy con nghe thầy nói riết lên tới chừng 12 giờ chứ không cô. Biết bao nhiêu việc mà nói, thấy không? Nhắc khéo không? Nhiều lắm, nó rất là nhiều, nhưng mà cái mục đích là ráng tu mà thôi mấy con. Đến đây thì ngưng lại mấy con, để rồi chúng ta chuẩn bị dạng con 10 giờ, hơn 10 giờ rồi, có phải không? Thôi thầy gì vậy? Chào mấy con. Chúc con được lâu đời thầy.